Xin mời quý vị hãy chấm điểm cho các em và kêu gọi bạn bè, bà con, cô bác của mình cùng vào xem và cùng chấm điểm cho các thí sinh của chúng ta. Em tên là Dylan Nguyễn, em 8 tuổi, em ở Irvine, California. Em xin hát bài Ước Mơ Việt. Ước mơ Việt, ước mơ chung, suốt nền nào con cháu là không. Ước mơ về về một Việt Nam, rạng ràng núi rộn vẻ vàng xuân hào. Ước mơ Việt, ước mơ chung, thiết tha bầu nguyện giết nhiệt huyết dân đời. Cảm ơn tuổi tuổi trẻ Việt Nam, vì người hy sinh vì nước quen mình. Ước mơ em, ước mơ bước vào cuộc hành trình, rồi hồng nhân ai cập miền quê hương. Ước mơ em, ước mơ vì lẽ sống, vì yêu thương, nối vòng tay ấm cùng nhau thực hiện ước mơ. Ước mơ Việt, ước mơ chung, ước mơ đây nhớ khuya không ngừng, sẽ một ngày tươi vui, cùng nhau ta hát Tổ quốc Việt Nam. Con học năm chữ sau đây: ước mơ, nhìn nam, hy sinh, yêu thương, tôi vui. Em cảm ơn con cháu của em tôi. Trưa nay em ngủ nằm mơ thấy cha, em nhớ cha quá, ước gì cha sống lại. Em tôi khóc to hơn, tôi ôm em vào lòng thương mến. Bên ngoài trời còn mưa lai rai, đêm cuối năm mù mịt, anh em tôi lo lắng không dám ngủ. Lúc mẹ tung tranh chiếu, anh em tôi nhảy bổ vào ôm mẹ, hơi nóng và mồ hôi sâu con suốt thoát ra sưởi ấm. Em tôi giữa em trụ tịt, mẹ tôi vuốt tóc em. Em học năm chữ nằm mơ, cha lo lắng mồ hôi nhảy. Em cảm ơn. Xin chào quý vị, con tên là William Nguyễn. Năm nay con 11 tuổi. Con sống ở Irvine, California. Con xin hát bài Ước mơ Việt. Ước mơ Việt, ước mơ chung, suốt miền Nam con cháu là thầm. Ước mơ về về một Việt Nam, làm dân nuôi giống về văn xuân hà. Ước mơ Việt, ước mơ chung, thiết tha bảo nhiệt huyết dân đời. Cảm ơn tuổi tuổi trẻ Việt Nam, vì người hy sinh vì nước quen mình. Ước mơ em, ước mơ bước vào cuộc hành trình, rồi hồng nhân ai khắp miền quê hương. Ước mơ em, ước mơ vì lẽ sống, vì yêu thương, nói vòng tay ấm cùng nhau thực hiện ước mơ. Ước mơ Việt, ước mơ chung, ước mơ đây nhiều tuyệt không ngừng, sẽ một ngày tôi vui, cùng nhau ta hát Tổ quốc Việt Nam.
mơ Việt, ước mơ Trung. Suốt nghìn năm con cháu là thầm ước mơ về về một Việt Nam rằng dân nói giống về vang Xuân Hà. Ước mơ Việt, ước mơ Trung, thiết tha bao nhiệt huyết dân đời. Cảm ơn tôi trở Việt Nam vì người hy sinh vì nước quên mình. Ước mơ em ước mơ bước vào cuộc hành trình giỏi hồng nhân ơi khắp miền quê hương. Ước mơ em ước mơ vì lẽ sống vì yêu thương nói vòng tay ấm cùng nhau thực hiện ước mơ. Ước mơ Việt, ước mơ Trung, ước mơ đây nhiệt huyết không ngừng. Sẽ một ngày thôi vui, cùng nhau ta hát Tổ quốc Việt Nam. Sẽ một ngày thôi vui, cùng nhau ta hát Tổ quốc Việt Nam. Con đã học được 7 chữ sau đây. Ước là wish, mơ là dream, ước mơ là big wish, chung là together, suốt là throughout, nhìn là look, năm là year. Xin chào quý vị, con xin đọc một thứ quà của lúa non cốm. Cơn gió mùa thu hạ lướt qua vùng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết. Các bạn ngửi thấy khi đi qua những cánh đồng xanh mà hạt thóc nếp đầu tiên làm chuyển thanh lúa còn tươi. Ngửi thấy cái mùi thơm mát của bông lúa non không, trong cái vỏ xanh kia có một giọt sữa trắng thơm phảng phất hương vị mùi hoa cỏ. Dưới ánh nắng giọt sữa dần dần tan lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống nặng vì cái chất quý trong sạch của trời. Năm chữ con học được là nhuần thấm, tinh khiết, phảng phất ánh nắng trời. Kính thưa quý vị vừa mới xem xong những video clip của các thí sinh của chương trình Ước mơ Việt. Quý vị thấy các em quá dễ thương phải không quý vị? Thưa quý vị, xin nhắc nhở với quý vị là chương trình Ước mơ Việt là chương trình đặt ra để khuyến khích các em học tiếng Việt. Cho nên cho dù các em bắt đầu học còn rất ngọng nghịu, còn rất e thẹn, quý vị cũng đừng ngần ngại, chúng tôi không đòi hỏi các em phải thật xuất sắc để tham gia chương trình này. Nếu các em ngày hôm nay mới bắt đầu học và gửi những cái video clip còn lại chưa có được hoàn hảo chăng nữa, nhưng chúng tôi thấy các em đã có sự cố gắng và bắt tay vào để bắt đầu học tiếng Việt. Đó là điểm son của chương trình. Và một tháng sau, khi các em trở lại để tham dự cái kỳ 2 của cuộc thi đó, thì nếu ban giám khảo nhìn thấy có sự tiến bộ từ cái video clip còn rất là ngọng nghịu ngày hôm nay tới những câu trả lời rất là, nghĩa là trôi chảy hơn ở cái cuộc thi thứ nhì, thì các em đó cũng sẽ được
nhận những cái phần thưởng để ghi nhận cái sự cố gắng của các em. Chúng tôi có giải thưởng cho giải cố gắng, giải tiến bộ, giải khuyến khích để cho bất cứ trẻ em nào nếu đã bỏ công sức để học thì đều có được sự khen thưởng cả. Bởi vậy cho nên quý vị, nếu ai có con em ở nhà, hãy kêu gọi con em của mình hoặc con em của bạn bè mình tham gia chương trình Ước Mơ Việt để chúng ta cùng nhau học tiếng Việt. Và cái cuộc thi này chỉ là một cách để khen thưởng các em mà thôi. Xin rất là mong quý vị sẽ gửi những cái video clip kế tới cho ban tổ chức. Quý vị gửi vào ctuocmoviet@gmail.com. Nếu quý vị nào hôm nay là lần đầu tiên mới biết đến chương trình Ước Mơ Việt thì xin quý vị vào báovietthai.com. Quý vị sẽ đọc đầy đủ tất cả những chi tiết về chương trình này và cho con em của mình ngay từ hôm nay bắt đầu tập hát, bắt đầu tập đọc, gửi ngay video clip vào cho chúng tôi, vẫn còn kịp. Rất mong sẽ được đón nhận nhiều thí sinh nữa cho chương trình Ước Mơ Việt này. Và mong là quý vị vào chấm điểm cho các em ở số 562-713-2353. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình Ước Mơ Việt khuyến khích trẻ học tiếng Việt qua những cách tự nhiên, không bài bản nhưng rất hữu hiệu. Hát, nói và đọc truyện bằng những phương tiện phổ thông nhất, cell phone, computer và sách song ngữ. Các em sẽ được thi đua và khen thưởng qua một cuộc thi mà cho dù sống ở đâu trên nước Mỹ, các em cũng tham dự được. Xin vào báovietthai.com để biết đầy đủ chi tiết. Hãy hướng dẫn con em tham gia chương trình Ước Mơ Việt để bảo tồn tiếng Việt trong sáng. Liên lạc ban tổ chức qua email ctuocmoviet@gmail.com hoặc 562-713-2353.